Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2022. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần từ 136.000 đến 150.000 chỗ làm việc. Các công ty, doanh nghiệp chủ yếu có nhu cầu tuyển dụng người lao động ở 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu: cơ khí chế tạo, sản xuất sản phẩm điện tử, chế biến thực phẩm đồ uống, hóa dược nhựa cao su và 9 ngành dịch vụ chủ yếu thương mại, vận tải và kho bãi, du lịch, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin truyền thông, tài chính tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh tài sản bất động sản, thông tin tư vấn khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế. Thưa quý vị, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện tại tỉnh Hà Tĩnh và Đắk Nông, Hương Khê Hà Tĩnh, Đắk Long Đắk Nông. Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi: Vũ Quang, Hương Sơn Hà Tĩnh, Đắk Song, Rồng Lộ Đắk Nông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh. Các địa phương thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, sau hơn 2 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19, hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc Asiana Airlines đã khôi phục đường bay Incheon Bắc Kinh. Một chuyến bay với 141 hành khách đã rời sân bay quốc tế Incheon trong buổi sáng cùng ngày và đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc. Asiana Airlines cho biết trước mắt sẽ cung cấp một chuyến bay mỗi tuần vào thứ Bảy và sẽ xem xét tăng cường số chuyến bay khi Trung Quốc rút ngắn thời gian cách ly với du khách nước ngoài từ 2 đến 3 tuần xuống 10 ngày. Đến với thông tin pháp luật, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần đầu tư Triệu Võ Petro với số tiền phạt trên 890 triệu đồng do bán xăng dầu kém chất lượng. Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến làm việc với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Triệu Võ Petro, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vân Đô 1 để thông báo kết quả thử nghiệm mẫu xăng RON 953 có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn. Theo đó, đoàn ghi nhận tổng cộng số lượng xăng RON 953 vi phạm là 11.000 lít. Phần tin thế giới trên sẽ liên tục bản tin sáng nay. Người phát ngôn lầu năm góc John Kirby cho biết trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 7, Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine khi cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow bước sang tháng thứ 5 và giao tranh diễn ra dữ dội ở miền đông Ukraine. Động thái này, nếu được thực hiện, sẽ gia tăng đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Đến nay, Mỹ đã cung cấp 8,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Thưa quý vị, bà Đặng Thị Dứt nói trong lúc chờ hiến máu tại trường Đại học An Giang sáng 23 tháng 7, tôi rất vui khi được đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Hiến máu xong cảm thấy khỏe hơn chứ không có ảnh hưởng gì, tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều lần nữa. Một gương người tốt việc tốt sáng nay mời quý vị nghe câu chuyện 49 lần hiến máu vẫn tươi vui hẹn. Nhiều lần nữa ngay sau đây, cùng có mặt với bà Dứt 59 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang là 500 sinh viên, người lao động trên địa bàn. Trong số họ, nhiều người đã hiến máu hàng chục lần, có người mới tham gia lần đầu. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng sinh viên, công nhân đến từ huyện Châu Thành, Thoại Sơn tham gia hiến máu tại trường Đại học An Giang rất đông. Các khâu tiếp nhận thông tin, khám sàng lọc, lấy máu diễn ra khá trật tự với sự hỗ trợ tích cực của hơn 40 tình nguyện viên. Trường Đại học An Giang là điểm cuối trong hành trình đỏ giọt hồng An Giang, lần thứ 5 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hai điểm trước đó tại thị xã Tân Châu và huyện Thoại Sơn. Dự kiến riêng tại trường Đại học An Giang sẽ tiếp nhận được 1.000 đơn vị máu trong tổng số 2.000 đơn vị máu theo kỳ vọng của chương trình. Thưa quý vị, cách quần đảo Bà Lụa hơn 15 km em đường biển, Hồng Nghệ không chỉ đẹp ở mỹ cảnh núi đá hoang sơ. Người dân ở xứ đảo này chất phát, năng động, khai thác mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp làm du lịch hút khách đến trải nghiệm. Với ưu thế cảnh sắc trên rừng, dưới biển tự nhiên, thời gian gần đây dân địa phương như anh Nguyễn Minh Nhật ở xã Hồng Nghệ đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thiết kế lại nhà bè nuôi cá, kết hợp làm du lịch cho khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi. Làng nghề nuôi cá lồng bè ở Hồng Nghệ rất nổi tiếng ở Kiên Giang. Đứng từ trên núi Lầu Chuông Giỏi mắt xuống ấp Bãi Chướng, du khách không chỉ nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc biển đảo mà còn mê mẩn với cả ngàn chiếc lồng, bè nuôi cá của người dân uốn cong chạy dài theo triền núi.
Tới đây, du khách được ăn những món ăn đặc trưng ở xứ đảo Hòn Nghệ như lẩu cá bớp, cá bún nấu chua, cá chuộng nướng giấy bạc, ốc móng tay, ốc nhảy, gà tươi sống hấp xả. Quý vị vừa nghe chia sẻ thông tin về điểm đến đến Hòn Nghệ của Việt Nam. Nội dung được tóm tắt theo bài đăng của trang du lịch tuổitrẻ.vn. Thưa quý vị, với đặc thù là một quốc gia nằm ở thấp hơn so với mực nước biển, cơ sở hạ tầng của Hà Lan luôn mang đến những điều vô cùng thú vị. Cái cầu Giang Ai bắc qua sông Quan chảy dọc thành phố 2.000 năm tuổi Điền Mègèn là một trong những công trình như thế. Khám phá thế giới muốn giới thiệu về công trình lấn biển kỳ lạ ở Hà Lan. Mời quý vị cùng nghe ngay bây giờ nhé. Cây cầu, kỳ lạ thật vậy, thay vì cao hơn mặt nước như một số cây cầu bắc qua sông thông thường khác, một số đoạn của cầu Giang Ai lại chìm xuống khi trời mưa. Lý do là trong quá trình thiết kế, các kỹ sư Hà Lan đã tính toán để cây cầu có khả năng thích ứng và thay đổi theo mực nước biển ở Điền Mègèn. Có tới 2/3 diện tích quốc gia này nằm ở khu vực dễ ngập lụt, trong khi mật độ dân số lại thuộc nhóm đông đúc bậc nhất. Bởi vậy, việc đối phó với nước biển dâng ở Hà Lan luôn là một bài toán bức thiết đối với các nhà quy hoạch và giới chức trách. Lại nói về điểm đặc biệt của cầu Giang Ai, một số đoạn của cây cầu được thiết kế để mỗi khi trời mưa, nó sẽ bị nhấn chìm dưới nước. Sống chung với ngập lụt, Hà Lan được biết đến là quốc gia có nhiều công trình lấn biển nhất trên thế giới. Thống kê có tổng cộng khoảng 3.500 công trình lấn biển, thành phố được xây dựng dọc các con kênh. Đáng chú ý, các công trình này được các kỹ sư Hà Lan tính toán rất kỹ về vấn đề thích ứng, chống chọi với các đợt thủy triều và ngập lụt. Các chuyên gia nhận định, giống như mọi cuộc chiến khác, công cuộc chinh phục biển cả chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mặc dù rất tự tin về hệ thống đê biển, song các chuyên gia Hà Lan cũng đã nghĩ về trường hợp xấu nhất. Khi nước biển dâng quá nhanh, hệ thống bơm nước bị hỏng, với địa hình của Hà Lan, chỉ trong vòng một tuần, toàn bộ lãnh thổ đất nước này sẽ chìm trong biển nước. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.